Thưa quý vị, thịt gà lâu nay luôn được biết đến là loại nguyên liệu quen thuộc và được biến tấu thành vô vàn món ăn hấp dẫn. Trong đó, các món gà chiên luôn được mọi lứa tuổi yêu thích bởi hương vị hấp dẫn và đặc biệt. Có rất nhiều phương pháp để làm gà chiên. Tuy nhiên, ngày hôm nay đầu bếp sẽ chia sẻ cách giúp quý vị tiết kiệm thời gian nhưng vẫn có được những viên gà chiên giòn, xốp khi kết hợp cùng bột trộn sẵn. Hãy cùng vào bếp quý vị nhé! Ồ, những viên gà chiên giòn xốp, đậm vị đây rồi. Chấm thêm sốt phô mai, hứa hẹn là cặp đôi hoàn hảo, đánh thức mọi giác quan. Thịt gà săn chắc, ngoài giòn, trong mềm, thơm phức. Kèm sốt chấm tạo nên một món ăn lạ miệng nhưng không kém phần hấp dẫn. Chỉ với một chút biến tấu cùng với thịt gà và ghi nhớ công thức pha bột, quý khán giả sẽ có ngay món gà chiên xù sốt phô mai, đậm đà, lôi cuốn. Xin chào quý vị đang đến với chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị món gà chiên xù sốt phô mai được chiên từ bột chiên gà của công ty Mikko Hương Xưa. Chúng ta hãy cùng bắt tay vào để chuẩn bị nguyên liệu nha. Trước tiên thì mình sẽ cần đến hai loại bột, đó là bột tẩm gia vị và loại bột thứ hai đó là bột chiên gà. Kế tiếp thì mình sẽ chuẩn bị đến đó là ức gà. Ngoài ra để làm món sốt phô mai thì mình sẽ cần đến là sữa tươi, nè, bột phô mai vàng, trứng, bơ, đường, muối và một ít bột mì. Trước tiên thì mình sẽ cần một cái gói tẩm bột gia vị. Theo như hướng dẫn thì với một gói này là mình sẽ pha với 500ml nước và mình sẽ ướp được khoảng là 2kg gà. Ngày hôm nay thì Hiền Minh đang sử dụng một cái lượng thịt nó khoảng 1kg nên là Hiền Minh sẽ giảm bớt cái lượng bột cũng như là lượng nước lại. Mình sẽ đổ bột vào đây. Nó tùy với lại cái lượng nguyên liệu của mình đang có để mình chia cái gói bột này ra để cho nó phù hợp nha. Với nửa gói thì mình sẽ dùng là khoảng chừng cỡ 250ml nước nha. Bây giờ thì mình sẽ quậy đều cho cái hỗn hợp bột với nước này hòa tan với nhau. Bước kế tiếp mình sẽ cắt thịt gà ra, sử dụng ức gà để mình làm những cái viên gà nó vuông vức và khi mình lắc lên nó vừa ăn và dễ ăn hơn. Sau khi thịt mình đã cắt khối ra như vậy rồi thì mình sẽ cho vào trong cái hỗn hợp nước tẩm gia vị này. Khi mình cho vô đây thì là thịt gà của mình được tẩm gia vị đầy đủ, sẽ thơm và ngon hơn rất là nhiều. Mình sẽ để thời gian từ 2 cho đến 3 giờ. Với cái thời tiết khí hậu mình nó hơi nóng thì mình có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh để bảo quản được tốt hơn. Và cứ 30 phút thì mình sẽ đảo lên một lần, trộn đều lên cho gia vị được thấm đều. Tiếp đến là mình sẽ pha bột. Với một cái gói bột ở đây là 150g thì mình sẽ cho vô đây là khoảng 300ml nước lạnh. Bột sẽ giòn và ngon hơn. Quý vị thấy là khi mình quậy lên cái hỗn hợp bột đều và bắt đầu bột sẽ chuyển qua màu vàng nhạt nhẹ như thế này. Bước kế tiếp mình sẽ cắt thêm gói bột khô đổ ra nha. Thì với công thức này thì Hiền Minh sẽ sử dụng khoảng 2 gói bột khô. Sau thời gian 2 giờ phần thịt đã thấm đầy đủ gia vị rồi thì mình sẽ vớt cho vào bột khô. Mình lăn qua bột khô để cho áo một lớp bột nhẹ, giữ cho gia vị được ngon hơn, thấm đầy đủ hơn. Và mình cho vào lớp bột ướt. Bây giờ sau khi mà mình đã nhúng vô bột ướt rồi, mình sẽ đẩy qua bên bột khô thêm lại một lần nữa. Quý vị nhớ là mình sẽ xóc nhẹ cái miếng thịt lên để cho nó sẽ có một cái hỗn hợp bột áo nhẹ bên ngoài và nó sẽ tạo vảy gai khi mà mình chiên. Dầu sôi rồi thì quý vị nhớ là mình sẽ lưu ý nhiệt độ sôi nó khoảng cỡ chừng 170-175 độ C. Thì mình sẽ cho những cái miếng gà mà mình đã tẩm gia vị cũng như là bột khô vào. Sau thời gian 7 phút thì những miếng gà của mình đã chuyển qua màu vàng ánh kim rất là đẹp mắt. Và những cái vảy bắt đầu bung lên như thế này nè, là mình sẽ vớt nó ra. Ở nhà mà nếu quý vị mình có bữa tiệc mà cần phải chiên số lượng nhiều thì mình sẽ chiên sơ qua trước một lần và sau đó thì đến gần giờ ăn mình sẽ chiên lại, sẽ làm cho được giòn lâu hơn. Sau khi mình đã chiên gà xong thì mình sẽ làm cái hỗn hợp sốt phô mai nha. Trước tiên là mình sẽ cho vào đây là bơ, cho tiếp đến đó là bột mì. Để lửa nhỏ nha quý vị, mình nấu cho cái hỗn hợp bơ và bột mì này được sôi nhẹ lên. Quý vị đừng có lo là nó bị vón cục, nó sẽ không vón được đâu nha. Bước kế tiếp, mình sẽ lấy một cái lòng đỏ trứng gà cho chung vào trong sữa luôn. Tiếp đến là mình sẽ cho một muỗng canh bột phô mai màu cam vô đây. Quậy đều hỗn hợp này lên. Khi mình quậy như vậy thì nó vừa làm tan đều trứng luôn nha quý vị. Mình cho hỗn hợp sữa, trứng và bột phô mai đã quậy tan. Mình sẽ nấu cái hỗn hợp này cho đến khi sôi nhẹ lên, lúc đó thì cái phần bột mì nó sẽ làm sánh nhẹ cái hỗn hợp này lại. Bây giờ thì mình sẽ cho đường vô nè, khoảng 2 muỗng canh đường và một chút muối.
Khi mình làm cái hỗn hợp sốt này nó sẽ có vị ngọt ngọt, mặn mặn, để mình chấm với gà, mùi thơm thơm của phô mai nè, rồi kèm một ít béo của bơ và cái độ sánh nhẹ của bột mì sẽ làm cho cái món sốt của mình hấp dẫn hơn rất là nhiều. Khi hỗn hợp bột đã sôi lại như vậy thì mình sẽ tắt bếp. Bây giờ thì hỗn hợp sốt cũng đã xong rồi, mình sẽ dọn ra và mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Quý vị thấy không, với một thời gian ngắn chỉ cần bột tẩm gia vị và bột chiên gà, mình đã có được một món gà chiên xù sốt phô mai thật là hấp dẫn cũng như là ngon miệng. Và chắc chắn các bạn trẻ ở nhà sẽ không thể nào quên món ngon như thế này. Thì mình xin chúc quý vị sẽ thực hiện thành công món gà chiên xù sốt phô mai tại gia đình của mình. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại.